Hi, xin chào mọi người. Chào các bạn. Hôm nay Long Bùi và chú Thanh lại tiếp tục làm một cái clip về những cái đàn kết tôm thùng mỏng 6,5 phân cần 47. Bình thường cây đàn classic chuẩn là 52 hoặc là 50 tùy theo cái người Việt của mình đóng. Nhưng mà bên Guitar Long, Long Bùi thì đã ngâm cứu cái Flamenco này, đã lấy theo cái những cái form chuẩn của những dòng là Cocoba, Martinez và những cái dòng nói chung là của vừa rồi mình có về mấy cây Camarero của Tây Ban Nha đó, Flamenco đó, thì mình mới cái giá nó quá cao. Và Long Bùi cũng đã dòng này là đã ra được 2 năm rồi nhưng mà vẫn giống như là mình muốn để cho người Việt mình được sử dụng những cây semi classic Flamenco được những cái tầm giá mà nói chung là nó tầm vừa túi tiền. Thì Long Bùi đã ra những cái dòng custom đặc trưng riêng. Đây là dòng đẹp, đang có mã là DC45LB. Đó là giá là 4,5 triệu. Thì mình đã canh chỉnh setup xong hai cây này rồi. Cái dòng này thì nó có cái dòng bản bản nâng cấp của nó là bạn có bộ điện LV Fitman 201 nữa. Nhưng mà mình làm cho anh trai Lơ Hưng á, ở anh Lơ Hưng là ở đâu đây này, mình xem lại cái nha. Anh Lơ Hưng là ở huyện An Dương, Hải Phòng. Cái của anh là cái huyện của anh là nó rất khó, nhưng mà mình nói trên đây mình phải nói cho đúng. Thế nhiều khi hôm bữa mình nói bị lộn cái Phú Quang với là Hồ Quang á, mình lại nói lộn nên mình rất ngại. Lúc trước á, lúc đầu á, mình chọn cho anh Lê Hưng là cây này, nhưng mà anh Lê Hưng anh nói là cái cần này nó hơi sáng, cho nên anh Lê Hưng anh thích cái cần là tối. Đây là cần tối thì mình chọn cho anh Hưng là cây này đó, rất đẹp. Đây là mặt vàng Yamaha mà vàng nhạt nha, mình làm cho cái màu nó không có vàng đậm, nó rất là nhẹ nhàng. Đây hai cái bộ mặt này nó giống nhau không đó, mặt thông nó rất là giống nhau đó. Còn đây cái vòng gỗ thì mỗi vòng nó một cái vòng gỗ rất đẹp, tất cả những cái vòng gỗ là tuyển chọn rồi, rất là hay. Và anh Hưng có nói là Long ơi, em trước khi em gửi cho anh á, em phải nhờ chú Thanh, nói chú Thanh là đánh và hát cho anh một bản. Đó là theo cái yêu cầu của anh thì hôm nay mình sẽ làm clip này. Mình sẽ đợi chú Thanh đánh và hát cho anh một bản anh Hưng ha. Và xong cái này là mình sẽ đóng gói cho anh ha. Có gì chú test hai cây luôn ha, để cho mọi người cùng nghe luôn. Anh thích cái đàn này cho anh nha. Như theo yêu cầu thì Long nói là anh Linh thì sẽ hát cho anh một bài nhé. Bài này có tựa đề là bài thánh cho buồn nha anh. Cái đàn này thì như vừa thẩm định là lên dây á. Anh nghe thấy chứ? Tuy là thùng nó mỏng, mùi viêm nó của giải báo vừa rồi. Theo
tôi cảm nhận là cái cây này, cái bát với những cái dưới ấy, nó rất là ok, nhỏ nhưng mà có vỏ. Cái vân này thì tôi cũng đồng ý thôi, và cái âm sắc của nó thì tuyệt vời rồi đó. Tôi thử từng dây cho anh nghe này, nó cái độ ngăn đấy. Cái độ ngân của nó và cái hình dáng của nó này, cái mặt tóc
rất là đẹp ha. Và cái ống sắt của nó hơi tuy là nó mỏng cũng được đó, cái thùng nó mỏng nhưng mà nó có 4,5 phân đâu, 6,5 phân đâu, và nó còn mang cỡ vậy ha, ôm nó rất là gọn nè. Đây nó có một cái vát này nè, để mình ngồi chơi lâu quá nó không có phần vuông cạnh nữa, nó còn vuông góc đây nè, nó sẽ bị cái hàm ở trên cái tay nha. Rồi ok xong rồi. Âm rất là quan, mình thử chân ấy cho mọi người nghe này. Đó. Chém á. Bắt. Độ ngon rất lâu. Đây, đây là tớp. À, cây của anh Hưng thì mình có tặng cho anh Hưng là một cái bao da loại tốt mà thùng mỏng ha, để thiết kế cho thùng mỏng khi mình đi không bị lắc bao. Ok, chúng tôi test cái đó luôn ha, mọi người cùng nghe ha. Test qua câu hát, khỏi hát. Vâng, đây một cái thứ hai. Cũng đẹp cười. Là mình chú là test phím ha.
Còn nếu mà mọi người ai mà thích nghe bằng ngón á, thì có một cái clip mà mình có quay, cũng có trong cái clip của mình, nó cũng có clip trước đây một ngày á, thì cũng có test cây thùng 1.5 phân bằng ngón do anh Định test á. Mọi người cứ theo dõi kỹ ha. Rồi nếu mà ai thích cái mẫu custom này á, thì hãy liên hệ Long Bùi qua số gọi là 0987646639. Số này thì mình dùng Zalo để sở hữu cho mình một cây Flamenco Semi Classic thùng mỏng 6,5 phân cần 47, đỡ mọi người chơi ha. Thì mình sẽ cố gắng thường xuyên update những cái sản phẩm mà khách mua hàng, có những khách là đặt trước và gắn EV Fitman thì tầm khoảng ngày mai là đã xong rồi, cho nên ngày mai mình sẽ làm số mẫu về EV Fitman và 201 và những cái EV mà không được thùng. Vâng, và clip của mình xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn lại mọi người trong những clip sau. Và một lần nữa Long Bùi và chú Thanh xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Long Bùi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Guitar Long trong suốt thời gian qua. Trong quá trình làm việc thì nếu Long Bùi có sơ sót gì hay là cái sản phẩm nào không ý, mọi người cứ góp ý, thì miễn sao mọi người ôm cái đàn được vừa ý thì Long Bùi cũng đã cảm thấy vui rồi. Mà khi mọi người nhận đàn mà không ý thì Long Bùi cũng không bao giờ vui hết, cho nên cũng sẽ nói mọi người gửi lại, để có thể là Long Bùi sẽ tìm một cái khác để chuyển cho mọi người. Thì đó là cái phương thức làm việc của Long Bùi. Và xin chào và hẹn lại mọi người trong những clip sau ạ.